bức xúc phản ứng. Đó là tình trạng đã và đang xảy ra ở nhiều trạm thu phí BOT thời gian gần đây. Lý do chủ yếu là người dân thiếu thông tin từ chính dự án, hay nói đúng hơn là nhiều trạm BOT chưa công khai minh bạch hoạt động thu phí và gây ra những hiểu lầm, tranh cãi. Thu phí tự động hay còn gọi là VETC. Bài toán này sẽ được giải quyết và còn nếu chậm trễ triển khai, câu chuyện trên sẽ mãi không có điểm dừng. Ghi nhận của VTC14 tại trạm thu phí cầu Tân Đệ, tỉnh Thái Bình. 2 tháng trở lại đây, hoạt động thu phí tại cầu Tân Đệ luôn bị gián đoạn bởi những nhóm người. Sự xuất hiện này được lý giải là để phản đối việc thu phí của trạm. Trong cái thời gian mà thu phí thì chúng tôi mới phát hiện ra rằng là cái công trình này mà người ta chưa hoàn thành mà người ta đã thu phí từ năm 2009 đến nay. Trong cái báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải gửi Thủ tướng Chính phủ gần đây nhất ấy, cũng đã thể hiện rõ rằng là cái dự án này được khai thác, đưa vào khai thác từ tháng 7 năm 2012. Một vấn đề nữa khiến cho người dân bức xúc, đó là khi trao đổi đối thoại với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tasco 6 thì nhiều người mới ngã ngửa, đó là việc thu phí tại BOT Tân Đệ là để hoàn vốn cho đường tránh Đông Hưng và đã được sự cho phép của Bộ Giao thông Vận tải. Điều đó đã dẫn tới câu chuyện dự án một nơi nhưng lại đặt trạm BOT một nẻo. Đan xen cái việc thu phí hoàn vốn đường tránh Đông Hưng tại cái trạm này. Dân chúng tôi là những người ở trong thành phố Thái Bình, đi Nam Định hoặc đi Hà Nội là không đi qua cái đường tránh Đông Hưng, không sử dụng cái đường tránh xây dựng mới đấy. Thì chúng tôi phản đối cái việc thu phí hoàn vốn ở đây. Đề nghị của chúng tôi là chuyển cái trạm thu phí này về chỗ cái đường tránh trong cái phạm vi dự án họ xây dựng. Đề nghị cái trạm này bỏ, đưa về đường tránh Đông Hưng để thu tiền, làm đoạn đường nào thu tiền đường đấy. Ai đi đâu phải trả, phải chấp nhận như vậy. Vậy thôi, cái nguyện vọng của em chỉ có như vậy. Việc người dân phản ứng bức xúc thực tế đã và đang gây ra nhiều hệ lụy như việc thu phí phải tạm dừng, ùn tắc thường xuyên tái diễn. Kết hợp với lại các cái cơ quan chức năng, ví dụ như là địa phương, rồi cảnh sát giao thông, rồi công an huyện Vũ Thư để mà sớm lập lại cái trật tự ở khu vực trạm để đảm bảo cái an ninh trật tự tại địa phương. Thứ hai nữa là cái an toàn giao thông tại khu vực trạm, thì cái này thì chúng tôi cũng đang xây dựng phương án và cũng đang kết hợp với lại một số ban ngành của tỉnh Thái Bình và về phía nhà đầu tư là công ty cổ phần Tasco để mà sớm nhất đưa cái trật tự trở lại để mà hoạt động thu phí của trạm trở về bình thường. Câu chuyện tại trạm BOT Tân Đệ là một ví dụ cụ thể nhất cho thấy nếu không triển khai ngay một giải pháp thu phí mới, những rắc rối có thể sẽ còn tiếp tục theo mức độ tăng dần.